Giãn Hưng Audio xin kính chào tất cả các bạn anh em nhé. Thông báo các bác thì hàng ngày là bên em hay nhận được các cái câu hỏi là em ơi, quả súp hơi hầm Behringer Bass 20 này đánh có hay không? Và trước mắt mọi người thì Giãn Hưng đang test súp để trả lời câu hỏi của anh em. Và cái dòng súp hơi hầm Behringer Bass 20 này, đây là một dòng súp hàng mới chính hãng, hàng chuẩn công ty, cho nên chất âm của nó đánh cực hay các bác nhé. Cái dòng súp này thì trước đây Doãn Hưng cũng đã từng có những video test chất âm, test qua đẩy rồi test qua cả âm ni. Và trước thì Doãn Hưng thường test có một quả thôi. Hôm nay thì bên em sẽ test một cặp các bác nhé. Trước mắt mọi người là Doãn Hưng đang đánh một cặp và mở vừa phải và một con đẩy 4 kênh, tức là chỉ đánh có một kênh thôi. Như với anh em là chúng ta chơi một cặp súp này nhưng ta cũng chỉ đánh có một kênh đẩy thôi. Đấy, nên các bác không sợ là phải chơi hai kênh cho hai quả nhá, vì những quả súp này thì công suất của nó vừa phải, nó sẽ rất phù hợp cho nhiều nhà chúng ta không có diện tích lớn, không có không gian gian rộng, cũng như là không có những con đẩy công suất lớn để đánh những quả súp hơi 40 được chưa ạ. Chơi âm thanh thì nó vô cùng các bác nhé, không phải ai cũng chơi giống ai đâu, còn phụ thuộc vào công suất và phụ thuộc vào không gian nữa. Đấy, con này không gian vừa phải, không gian nhỏ, các anh em chơi một cặp này rất là ok. Và về giá cả thì các bác yên tâm nhé, bình thường các bác mua một quả súp hơi 40 giá của nó không dưới 4 triệu đúng không ạ, 5 triệu thậm chí 6 triệu tùy từng hãng. Nhưng với cái dòng súp này các bác chơi một cặp đấy, thì nó giá của nó bằng một nửa của cái dòng súp hơi 40 các bác nhá. Vừa chất, vừa rẻ, vừa hay. Đây là cái cơ hội để cho các bác khách xem được cái video này và chúng ta sẽ mua được cái sản phẩm hàng mới chính hãng mà chúng ta lại mua được hàng thanh lý. Ở đây thì Doãn Hưng đã mua được hàng thanh lý và hôm nay thì hiện tại ở cửa hàng chỉ còn có 4-5 cục nữa các bác nhé, chỉ còn có mấy cục nữa thôi. Đây, em không còn nhiều đâu. Do súp này thì nó về cửa hàng cách đây cũng mấy tháng rồi và lọ này thì giới thiệu các bác rất nhiều các cái dòng loa khác, cho nên là nhiều khi là quên đến nó. Do còn bắt gặp những câu hỏi của anh em thì Doãn Hưng lại tiếp tục làm cái video để thanh lý cho nó gọn kho các bác nhé. Cái dòng này thì các bác thấy được là họ thiết kế rất là gọn đúng không ạ. Ở đây thì chúng ta thấy là chiều cao, chiều sâu của nó thì nó cũng chỉ tầm khoảng này, cao là 49 các bác nhé, sâu là 47. Như vậy là chiều cao, chiều sâu của nó vẫn nhỏ hơn là cái dòng súp hơi 40 kia nhiều. Chiều ngang của nó thì nó chỉ có 21 thôi. Đấy, tức là các bác chơi cả một cặp này vào thì chiều ngang của nó mới là 42 đúng không ạ. Đấy, chúng ta để như thế này. Đấy, và khi chúng ta để như thế này, một cặp như thế này thì nó rất là đẹp đúng không ạ, nó vuông hàm sắc cạnh. Đấy, chúng ta nhìn nó thành một khối vuông. Đấy, đây là một cách để, còn các bác có thể để nhiều cách các bác nha, rất nhiều cách. Khách hàng bên em mua những cái dòng súp này thì nhiều bác thì để nằm. Đấy, có những bác để nằm, có những anh em để đứng, nhưng mà chúng ta lại để cả ở trên giá được. Con này các bác có thể để ở trên giá. Đấy, để ở trên tủ được, không nhất thiết là chúng ta phải để dưới đất các bác nhé. Đấy, hoặc là anh em ghép vào với những bộ dàn nghe nhạc, chúng ta đấy, có thể là treo ở cạnh tường hay bất cứ chỗ nào chúng ta có thể để được riêng quả súp này. Đấy, và chuẩn nhất thì anh em sẽ để dưới đất, để đứng như thế này thì nó sẽ là chuẩn các bác nhá. Súp thì thường chúng ta để dưới đất, nhưng mà nhiều khi nó còn phụ thuộc vào không gian, không phải là nhà nào cũng có thể để đất được. Mỗi người mỗi cách trưng bày, mỗi cách chơi. Con này thì nó sẽ phù hợp cho các bác để mọi chỗ, được chưa? Và tại sao con súp này nó chỉ có bát 20 thôi mà nó Doãn Hưng lại khẳng định nó đánh phê như vậy, đánh hay như vậy? Và em đã có khá nhiều các video test rồi các bác nhá, được khẳng định rồi. Và để khẳng định được chất âm thì quả súp này thì nó đạt chất lượng ở mọi chi tiết các bác nhá. Thứ nhất là cái vỏ của nó phải dày, cái vỏ của nó cực dày, vỏ dày này. Thứ hai là quả bát, quả bát của nó thì nó thiết kế là
gân cao su rất dày và côn từ to các bác nhé. Côn từ mặc dù bát 20 nhưng côn từ của nó khá là khủng. Họ thiết kế nó cái độ chất lượng cao cho nên nó tiếng nó ra nó rất là chắc. Đấy, mặc dù là bát 20 nhưng mà Doãn Đừng nghe đánh nó còn ổn hơn là những cái quả súp 30 hàng Việt Nam phách nhái các bác nhé. Đấy, những cái quả súp mà nó to hơn này và nó theo kiểu là vân gỗ các kiểu đấy, nhưng mà không bao giờ chất âm cho ra hay được như thế này. Ngay kể cả từ cái căng của nó các bác nhìn nó đã quá đạt chất lượng, nó dày tới mấy cân. Cái hàng fake hàng nhái thì những cái đúm này anh em chỉ cần bảy ra bảy vào mấy lần thôi chúng ta đã thấy được là nó gãy cái này, nhưng cái này thì nó quá chắc các bác nhá, nó quá chắc và nó dẻo anh em. Các bác có thể bật ra nhiều lần cũng không bao giờ sợ, và cái lớp vải chắn bụi của nó này, quá tuyệt vời đúng không? Nó quá là chất lượng đúng không? Phải nói là nó cực kỳ chất lượng, nó không như những cái hàng trôi nổi các bác nhá. Đấy, đây là làm quảng cáo này. Ở đây thì cái dòng này là hàng mới chính hãng nên là nó sẽ có nguyên đai nguyên hộp các bác nhá. Đây, hộp của nó đây. Đấy, các bác thấy được là nó có hộp cắt tông rồi nó có xốp bọc rất là dày các bác này, bọc bốn góc này, rất dày các bác nhá. Có túi bóng này, đựng loa này, rồi nó có sách hướng dẫn sử dụng. Đây thì nó có tới 3 quyển sách hướng dẫn sử dụng mà nó của 3 nước các bác nhá. Đấy, nó có, như vậy là chúng ta đủ hiểu được là con này thì nó đủ điều kiện xuất đi các nước. Ở đây nó có sách tiếng Anh này, sách tiếng Nhật và sách tiếng Trung. Đấy, cái này thì Doãn Đừng giới thiệu qua rồi, đã có video giới thiệu kỹ rồi. Đấy, mọi thông số đầy đủ các bác nhá. Mã của con này là SL4208S. Đấy, 4208S. Đấy, công suất của nó là 160W các bác nhá, trở kháng 8 ohm. Đấy, chúng ta đánh hai con kia gộp vào nó trở kháng xuống 4 ohm thì nó càng tăng được hiệu suất của đẩy. Đấy, con này thì cực kỳ là nặng các bác này. Đấy, nếu mà tính riêng cái thùng của nó đã gần 20 cân rồi. Đấy, thông số đầy đủ các bác nhá. Chiều cao, chiều sâu, chiều lặng thì Doãn Hưng vừa ấy đo rồi. Ở đây nó có thông số hết và tất cả đều nó có màu đen các bác nhá. Black màu đen. Súp thì chúng ta cứ chơi màu đen để cho nó sạch đúng không ạ? Make in China các bác nhá, make in China chứ không phải là cái hàng Việt Nam trôi nổi các bác nhá. Đấy, có trang web đầy đủ. Anh em mua cái này thì sẽ có nguyên đai nguyên hộp. Đấy, và như là hàng chưa bóc trình đúng không ạ? Chúng ta nhìn cái nước sơn của nó này. Nước sơn này thì nó quá đạt chất lượng. Đấy, cái hệ thống ốc của nó. Đấy, các bác tháo nội thất bên trong thì chúng ta sẽ dùng cái rắc lục lăng để tháo cái hồi này ra nhá. Đây là súp hầm anh em nhé. Đánh quá phê. Đấy, và câu hỏi của nhiều anh em là chơi hai quả như thế này nó có mạnh hơn một quả 40 không? Và câu trả lời của Doãn Hưng là nó không kém cạnh một chút nào các bác nhá. Đây chúng ta có thể mở lớn được nữa này. Đánh rất mạnh các bác nhá. Ở đây các bác thấy được là súp mở đánh căng nhưng mà không có độ phè đúng không? Không có độ phè. Đấy, không rung các bác nhá. Bình thường chúng ta chơi những cái dòng súp mà nó kém chất lượng, vỏ mỏng, côn từ nhỏ, đánh nó sẽ phè nên những cái đồ chúng ta để trên này đánh sẽ có độ rung và nó cộng hưởng, nó gây phè nó đổ. Ở đây thì chúng ta chỉ thấy nó cộng hưởng lên trên mái tôn đúng không ạ? Đấy, anh em nghe kỹ, nếu các bác đeo tai phone nó sẽ cộng hưởng lên mái tôn. Đấy, còn các bác nghe súp qua điện thoại thì chắc nó chỉ bọc vậy thôi, vì nó không để thu được những cái giải tần sấp thấp các bác nhá. Đấy, mặc dù Doãn Hưng đang đứng gần và nghe nó rất là mạnh mẽ, rất là uy lực. Đấy, chúng ta hãy chứng minh cho anh em bằng hết hơi nó phả như thế nào. Con này nó sử dụng hai lỗ thông hơi ở đằng trước luôn, càng tăng được cái độ uy lực của nó. Các bác xem lỗ thông hơi phả hơi rất là mạnh các bác nhá. Súp hơi hầm thì nó kiểu gì nó cũng sẽ có hai lỗ thông hơi, vì một lỗ là nó sẽ ra hơi của mặt trước và một lỗ nó sẽ ra hơi của mặt bát sau. Đấy, quá chất lượng các bạn. Cái mặt trong của nó nhìn cũng đẹp, anh em có thể bỏ cái căng này ra để chơi như thế này cũng được. Tem mã của nó rất đầy đủ. Như vậy thì chúng ta chơi hai quả như thế này thì nó không kém cạnh một chút nào so với một quả súp hơi 40, hoặc thậm chí Doãn Hưng thấy được là nó cộng hưởng mà cảm thấy nó còn cảm giác nó còn tiếng nó còn dày và chắc hơn các bác nhá.
Một số bác thì có hỏi là liệu quả hai quả súp này có theo được một cặp full 30 không? Thưa với các bác thì dư sức các bác nha, vì nó đã như một quả súp hơi 40, thậm chí nó cộng hưởng còn mạnh hơn thì chắc chắn là một cặp full 30 thì theo nó thì nhẹ nhàng anh em. Ở đây thì bên em hôm nay ngại mang cả hai quả, chỉ mang một quả đánh thực chứ nhá. Rất rõ các bác nhá, không bị nu mờ tiếng súp. Còn là nhiều nhà chắc chắn là các bác nghe một quả súp 30 hàng gióng dựng với một cặp full 30 thì chắc kiểu gì chúng ta cũng không thể nghe đến tiếng súp. Còn ở đây thì khẳng định với các bác là tiếng súp thể hiện rất tốt, rất nét, rất rõ. Và anh em chơi hai quả 30 như thế này thì nó rất là thuận tiện, tức là từ cái cách chúng ta trưng bày, chúng ta để cho đến chúng ta chơi ở những con đẩy công suất nhỏ nhỏ mà có thể chỉ đánh loa được thì các bác lại đánh được súp này. Chúng ta có thể cài mỗi kênh một quả đúng không ạ, thậm chí con này còn cài âm ly được. Và cách đấu như thế này đấy các bác, cách đấu thì rất là đơn giản đúng không ạ. Đầu tiên là chúng ta phải lấy tín hiệu ca lông từ cổng súp của vang, cổng súp của vang này xuống một kênh của đẩy. Ở đây thì Doãn Hưng đang đánh có một kênh nhé, một kênh của đẩy là kênh D này. Đấy, và dây tín hiệu từ kênh D của đẩy xuống một quả súp, một quả súp. Rồi từ chúng ta link đường link từ bề vế bên này. Đấy, ở đây thì xuống là sẽ vào 80-40W này các bác. 80 là dương, 40 cho vào dây âm. Còn là 20 với 10 thì các bác lại đấu sang quả bên này. Quả còn lại các bác lại đấu vào 80-40, dương 80 âm 40 các bác nhá. Đấu vào cái vế 80-40, Doãn Hưng cảm thấy nó đánh uy lực mạnh mẽ hơn. Cách đấu thì rất là đơn giản và nó có nhiều cách đấu. Chúng ta có thể xoắn hai cái dây này vào với nhau xong rồi chúng ta ninh sang đây, hoặc là chúng ta có thể xoắn hai dây đều vào cái rác này cũng được. Nó có nhiều cách đấu, 3-4 cách đấu anh em nhé. Đấu kiểu gì cho nó thuận tiện để chúng ta chơi. Một cái mẫu súp mà các bác mua được cái giá nó quá là hợp lý các bác nha. Giá nó chỉ có 3 triệu một cặp thôi. Đấy, một cặp 3 triệu. Rất là một quả 1 triệu rưỡi, được chưa ạ? Một quả 1 triệu rưỡi. Và chúng ta chơi một cặp như thế này thì cũng chỉ gọi là hơn một nửa so với một quả súp hơi 40. Đấy. Chắc chắn là một cặp như thế này thì nó đánh sẽ không kém quả 40 một chút nào các bác nha, vì nó còn cộng hưởng. Ở đây thì các bác mua được theo kiểu là thanh lý kép, được chưa? Bên em đã mua thanh lý được của công ty và hiện tại nó chỉ còn một ít thôi, vì cái dòng súp này nó đã về một thời gian rồi, một thời gian dài dài rồi, nên là nọ này Doãn Hưng mải giới thiệu loa nên không để ý đến nó, không giới thiệu, nó không còn nhiều, còn mấy quả bán giá không lợi nhuận cho anh em chơi, được chưa? Một cái mức giá là các bác mua được thì quá hời rồi, được nhá. Bên em trước bán cái này số lượng gần 100 cục. Đấy, gần 100 cục thì trước kia thì bán với cái giá nó cao hơn nhiều, bây giờ chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Bán đi để lấy chỗ để về hàng vì cái này nó lâu đâu rồi. Các bác nghe nó quá phê đúng không ạ? Các bác nghe độc cái tiếng súp không mà chúng ta nghe nó cảm thấy nó rất là đã, rất vào tai, nó không bị ngang, nó không bị phè, không bị rè, nó không bị chối tai như nhiều các cái dòng súp khác. Nhiều cái dòng súp nếu chúng ta không mở loa kèm theo lên thì không thể nghe được, nghe nó rất là chối tỉ. Thôi các bác nha, anh em có nhu cầu thì liên hệ cho Doãn Hưng theo hai số điện thoại đây. Địa chỉ của Doãn Hưng ở Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định. Bên em giao hàng toàn quốc các bác nhé. Và địa chỉ cụ thể đây em nhà ở cạnh ủy ban xã Giao Xuân các bác nhé. Anh em ở gần có thể đến tận nơi để giao lưu. Chúng ta tuyển cho mình những mặt hàng ưng ý chất lượng nhất. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Anh em nhớ chấm tặng Doãn Hưng xin nút like nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Doãn Hưng và hẹn gặp lại các bác anh em ở clip khác ạ.